Xin chào các bạn. Theo thông tin mà chúng tôi được biết thì Hyundai Elantra phiên bản facelift mới có thể sẽ ra mắt ngay trong tháng 5 này. Và vào thời điểm hiện tại thì giá bán của một chiếc Elantra 2.0 nhìn như thế này, tức là chưa facelift nhưng mà sản xuất 2019 và mới 100%, thì đang ở khoảng 620 cho đến 630 triệu. Đây là mức giá khá là tốt và biến Elantra trở thành một cái lựa chọn khá là hấp dẫn trên thị trường xe mới cũng như là xe cũ. Là một người đã chạy Elantra 2.0 được khoảng hơn 1 năm và đã chạy khoảng 15.000 cây, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn, những người đang tham khảo Elantra, tất cả những điểm cần biết về chiếc xe này, từ một lỗi kỹ thuật có thể khiến bạn mất hàng chục triệu cho đến những cái điểm nhỏ nhặt nhất trong quá trình sử dụng hàng ngày. Nhưng mà trước tiên các bạn hãy xem cái video đánh giá Elantra của chúng tôi và video so sánh Elantra với Mazda 3 để xem rằng liệu Elantra có phải là chiếc xe phù hợp với bạn hay không. Nhìn chung thì cũng giống như các mẫu xe phổ thông khác thì chi phí sử dụng của Elantra khá là thấp. Cái phiên bản 2.0 mà tôi đang sử dụng này thì có mức tiêu hao nhiên liệu trong thành phố Hà Nội chỉ là khoảng 10 cho đến 12 lít trên 100 cây tùy vào cái độ tắc đường. Còn khi mà ra đến đường trường thì con số chỉ là khoảng 5,5 cho đến 6 lít trên 100 cây và trung bình sẽ là khoảng 9 lít trên 100 cây. Nếu như mà chúng ta đổ đầy bình khoảng 1 triệu thì cái quãng đường đi được nó sẽ là khoảng 600 km và tôi thấy đây là cái con số nó cũng tương đối hợp lý đối với một chiếc xe 2.0. Về chi phí sử dụng liên quan đến bảo dưỡng và sửa chữa thì tôi cũng cho rằng đây là một chiếc xe khá là rẻ. Xe của tôi đã được bảo dưỡng khoảng 3 lần và mỗi lần thì chỉ mất khoảng 800 cho đến 1 triệu đồng. Bởi vì một phần cũng là bởi đây là cái chiếc xe của tôi nó cũng tương đối mới và cái đồ cần thay thế cũng chưa nhiều. Còn về chi phí sửa chữa thì cách đây khoảng 1 tháng xe tôi có va chạm với xe máy và bị rách mất một quả lốp và móp và cửa cũng như là nhiều cái vị trí ở trên hông. Thì chi phí sửa chữa cái lần đó chỉ mất khoảng 4 triệu đồng và bảo hiểm đã lo cho tôi 3 triệu và tôi chỉ phải trả 1 triệu tiền miễn thương mà thôi. Như vậy về mặt chi phí sử dụng hàng ngày thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Trong thời gian vừa qua thì có nhiều chủ xe Elantra thông báo tình trạng xe bị tuột pulley máy phát. Pulley máy phát là cái bộ phận kết nối giữa trục khuỷu của động cơ với máy phát để làm quay máy phát khi xe chạy và cung cấp điện năng cho xe thay vì là phụ thuộc hoàn toàn vào bình ắc quy. Lâu ngày thì cái con ốc nối giữa pulley với cả máy phát này nó sẽ bị mòn ren và bị dẫn đến tình trạng là tuột pulley ra khỏi cái máy phát này. Thực ra thì về mặt an toàn đây cũng không phải là cái lỗi quá là nguy hiểm đối với những người đang ngồi trên xe, bởi vì kể cả khi xe đang chạy mà bị tuột pulley thì xe cũng không mất lái hay là nằm đường ngay, mà khi đó thì toàn bộ hệ thống điện trên xe nó sẽ lấy nguồn từ bình ắc quy và chỉ khi nào mà bình ắc quy cạn thì lúc đó xe mới nằm đường và không khởi động lại được. Hyundai thành công cho biết là đây là một lỗi cá biệt nên là sẽ không có cái đợt triệu hồi nào cả. Tuy nhiên nếu như bạn gặp phải tình trạng này mà xe đã hết bảo hành, tức là chạy quá 100.000 km hoặc là sử dụng quá 3 năm thì cái giá mà bạn phải chi cho một bộ pulley mới nó sẽ là khoảng gần 20 triệu. Còn nếu xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành thì nhà sản xuất sẽ thay thế miễn phí cho bạn. Và vì vậy, những người đang chạy Elantra hoặc là những người đang tham khảo Elantra, tốt nhất là khi mà chúng ta kiểm tra xe thì nên chú ý đến cái chi tiết này để đảm bảo là xe không bị chết máy giữa đường, tránh những cái phiền toái khi mà sử dụng xe. Một câu hỏi mà bất cứ ai khi mua xe cũng phải đặt ra, đấy là chúng ta nên mua phiên bản nào. Ngoài cái vấn đề tài chính do bản thân chúng ta tự cân đối thì lời khuyên của chúng tôi đối với những người mà đang cân nhắc mua Elantra, đấy là nếu các bạn mua xe để chạy gia đình, chạy cá nhân bình thường thì nên lựa chọn cái phiên bản 2.0 hoặc là Sport. Xe chạy khá là bốc và trong điều kiện giao thông ở Việt Nam thì gần như các bạn không bao giờ rơi vào cái tình trạng thiếu đi sức mạnh cả. Và hoặc là nếu như các bạn không cần bốc hoặc là chủ yếu đi ở trong phố thì cái phiên bản 1.6 số tự động nạp khí tự nhiên cũng là cái lựa chọn khá là hợp lý. So với phiên bản 2.0 thì cái phiên bản 1.6 số tự động này nó sẽ thiếu đi ghế chỉnh điện, sưởi ghế, ga tự động, cảm biến trước. Tuy nhiên là vẫn có đầy đủ 6 túi khí, vẫn có màn hình dẫn đường, Bluetooth, rồi là cửa sổ trời. Và như vậy đây cũng là cái lựa chọn khá là an toàn. Và nếu như bạn mua xe để chạy kinh doanh, chạy dịch vụ thì câu trả lời đương nhiên sẽ là cái phiên bản 1.6 số sàn là lựa chọn phù hợp nhất. Nhìn chung thì Elantra, đặc biệt là các phiên bản số tự động đã có cái mức trang bị khá là tốt. Xe đã có sẵn màn hình dẫn đường, có sẵn hệ thống cảnh báo áp suất lốp, chìa khóa thông minh và gập gương tự động.
Và nếu để phải lắp thêm cái gì nữa lên trên xe thì cũng là để cải thiện một số những cái điểm yếu của chiếc xe này. Thứ nhất là đèn pha, hay nó chính xác là đèn trước của Elantra khá là tối, cả đèn pha lẫn đèn cốt luôn. Kể cả phiên bản 2.0 hay là phiên bản Sport sử dụng cái đèn xenon thì cũng như vậy. Không chỉ cường độ ánh sáng thấp mà cái vùng soi sáng của đèn trước của Elantra cũng rất là hẹp. Và nó chỉ ở mức gọi là vừa đủ để chúng ta đi được đường trường ở ban đêm, chứ để còn gọi là tự tin thì còn xa. Và lời khuyên của tôi là các bạn có thể nâng cấp đèn trước của Elantra tại các cơ sở có uy tín. Tuy nhiên là điều này cũng có thể gây ảnh hưởng đến bảo hành của xe. Điểm thứ hai đấy là ngoại trừ phiên bản Sport thì tất cả các phiên bản còn lại của Elantra đều không có gương chống chói tự động ở trong xe. Nếu như bạn thấy đây là một cái trang bị cần thiết thì bạn có thể mua ở ngoài giống như tôi, chi phí chỉ khoảng trên dưới 2 triệu. Và ngoài cái sự tiện lợi khi mà chúng ta gặp phải xe bật pha ở phía sau thì cái trang bị này nó cũng tăng tính thẩm mỹ hơn so với gương chỉnh tay nguyên bản. Thứ ba là các cái chi tiết ốp nhựa ở bên cạnh cánh cửa, chỗ điều khiển cửa sổ có cảm giác hơi giống cao su. Tức là khi mà chúng ta sờ vào thì có cảm giác hơi mềm và nó mịn. Nhưng mà khác thì rất là dễ bám bẩn, nhất là từ mồ hôi của người dùng. Và các bạn có thể mua một số những cái bộ ốp để gắn vào để cho nó đỡ bẩn đi một chút. Tuy nhiên cá nhân tôi thì thấy là để nguyên bản vẫn là đẹp nhất và tôi chấp nhận cái điểm yếu như vậy và phải lau chùi thường xuyên hơn một chút thôi. Phiên bản 1.6 không có cruise control nhưng nếu bạn muốn lắp thêm thì chi phí chỉ khoảng 2 triệu và nhìn như zin. Dưới đây là 4 chi tiết nhỏ mà tôi thích ở Elantra. Camera lùi có góc quan sát rất rộng. Gạt mưa gạt đến sát cột A đem lại tầm nhìn tốt khi trời mưa. Các nút bấm đem lại cảm giác chắc chắn, êm tay. Màn hình cảm ứng độ nhạy tốt và không bám vân tay. Trước khi mà chúng ta kết thúc thì tôi có một điểm nữa muốn chia sẻ với các bạn. Và hình như đây là lỗi của mình xe tôi bị vào thôi, chứ tôi chưa thấy chủ xe Elantra nào khác phàn nàn. Đấy là hình như chiếc xe của tôi nó bị hỏng cái phần lẫy gạt mở nắp bình xăng. Nhưng hôm nay có lẽ là tôi gặp may bởi vì mở phát được luôn. Còn như bình thường là tôi phải mất đến 4-5 lần mới mở được. Nhìn chung thì Elantra là một chiếc xe khá là tốt, nó đáp ứng đầy đủ tất cả những cái nhu cầu của tôi. Một chiếc xe có đầy đủ không gian cho cả gia đình, có nhiều tính năng, chi phí sử dụng thấp và động cơ khá là mạnh mẽ. Rất mong là các bạn, những ai đang sử dụng Elantra có thể chia sẻ thêm về chiếc xe này. Và những người đang cân nhắc Elantra thì các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi ở phía dưới phần bình luận và tôi sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.